huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa phải đưa ra quyết định loại hậu vệ Hồ Tấn Tài do anh đang gặp chấn thương và chưa đảm bảo 100% sức khỏe để thi đấu hai trận giao hữu quốc tế trong tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Tại vòng 3 V-League, Tấn Tài ngồi dự bị trong trận đấu giữa Bình Dương và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa cầu thủ quê Bình Định vào sân trong hiệp 2. Nhưng rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, ông lại phải thay cậu học trò bằng một người khác. Cũng bởi chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, nếu Tấn Tài tập trung cùng đội tuyển quốc gia sẽ là sự mạo hiểm cho cầu thủ này. Trong tháng 10 năm 2024, đội tuyển Việt Nam thi đấu giải giao hữu quốc tế với Liban và Ấn Độ. Đây là quãng thời gian đặc biệt quan trọng để huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng lực lượng, lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Ông mới chỉ có vài tháng làm việc cùng đội tuyển quốc gia. Trước mắt, các chiến binh sao vàng hướng tới AFF Cup 2024 với mục tiêu vào đến trận chung kết. Sau đó, thầy trò ông Kim Sang-sik dự vòng loại Asian Cup 2027.